25. Phẩm thấy bất động. Khi ấy Trời Đế Thích thầm nghĩ như vậy: nếu Đại Bồ Tát tu hành Bố Thí Ba La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, còn vượt trên tất cả hữu tình, huống gì đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Nếu các hữu tình nghe nói danh tự trí nhất thiết trí, tin hiểu một cách sâu sắc, còn được thiện lợi trong cõi người và được sống rất lâu trong thế gian, huống gì phát tâm hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà hoặc nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nếu các hữu tình có thể phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà mà nghe kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, công đức đạt được của các hữu tình này đều thích đáng, thế gian trời người Atula vân vân đều không thể sánh kịp. Biết được tâm niệm của Trời Đế Thích, Thế Tôn nói: đúng vậy, đúng như điều ông đã nghĩ. Khi ấy Trời Đế Thích rất vui mừng, liền lấy hương hoa thượng diệu ở cõi trời giải cúng dường Như Lai và các Bồ Tát. Giải hoa cúng dường xong, Trời Đế Thích nguyện: nếu các thiện nam tử Bồ Tát thừa vân vân cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì ta đem công đức căn lành đã gieo trồng làm cho những sở nguyện của vị ấy mau thành tựu, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, khiến cho vô thượng Phật pháp mà vị ấy đã cầu mau được viên mãn, khiến cho pháp tự nhiên của vị ấy đã cầu mau được viên mãn, khiến cho pháp vô lậu chân chánh mà vị ấy đã cầu mau được viên mãn, khiến cho tất cả pháp mà vị ấy muốn nghe đều được như ý. Nếu ai cầu thanh văn độc giác thừa, cũng khiến cho sở nguyện mau được viên mãn. Nguyện như vậy xong, Thiên Đế Thích bạch Phật: bạch Thế Tôn, thiện nam tử Bồ Tát thừa vân vân đã phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, còn không bao giờ sanh một tâm niệm nào khác làm cho vị ấy thối chuyển tâm đại Bồ Đề, còn cũng không sanh một tâm niệm nào khác để làm cho các Bồ Tát nhàm chán xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà rơi trở lại địa vị thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà thâm tâm đã ưa thích, thì con nguyện cho tâm vị ấy càng tinh tấn để mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nguyện cho Đại Bồ Tát ấy thấy được các khổ trong sanh tử, vì muốn làm lợi lạc cho thế gian, trời người Atula vân vân mà phát những đại nguyện kiên cố. Ta tự mình vượt qua biển lớn sanh tử và tinh tấn cố gắng độ người chưa độ, ta đã tự giải thoát ra khỏi sự trói buộc sanh tử và sẽ siêng năng tinh tấn giải thoát cho người chưa giải thoát. Đối với những sự sợ hãi trong sanh tử, ta đã được an ổn và cũng sẽ siêng năng tinh tấn làm an ổn cho người chưa an ổn. Ta đã chứng niết bàn rốt ráo và cũng siêng năng tinh tấn khuyến khích người chưa chứng cùng chứng. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân đối với công đức của Bồ Tát mới phát tâm mà thâm tâm tùy hỷ, thì được bao nhiêu phước đức? Đối với công đức của Bồ Tát phát tâm lâu mà thâm tâm tùy hỷ, thì được bao nhiêu phước đức? Đối với công đức của Bồ Tát bất thối chuyển mà thâm tâm tùy hỷ, thì được bao nhiêu phước đức? Đối với công đức của Bồ Tát còn bị ràng buộc trong một đời mà thâm tâm tùy hỷ, thì được bao nhiêu phước đức? Phật bảo Trời Đế Thích: này Kiều Thi Ca, bốn đại châu giới có thể lường, những phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam, thiện nữ vân vân này không thể lường biết được. Này Kiều Thi Ca, tiểu thiên thế giới có thể lường được, nhưng phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam, thiện nữ vân vân này không thể lường biết được. Này Kiều Thi Ca, trung thiên thế giới có thể lường được, nhưng phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam, thiện nữ vân vân này không thể lường biết được. Này Kiều Thi Ca, 3.000 đại thiên thế giới này có thể lường được, nhưng phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam, thiện nữ vân vân này không thể lường biết được. Này Kiều Thi Ca, giả sử 3.000 đại thiên thế giới hợp lại thành một biển, có người lấy một sợi tóc trẻ ra làm 100 phần, đem đầu của phần nhỏ nhúng vào biển, có thể biết bao nhiêu giọt nước. Nhưng phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam, thiện nữ vân vân này không thể lường biết được. Vì sao? Vì phước đức phát sanh từ tâm tùy hỷ của thiện nam, thiện nữ vân vân ấy không bờ bến. Khi ấy Tứ Thiên Vương bạch Phật: bạch Thế Tôn, đối với công đức thù thắng của các Bồ Tát, nếu các hữu tình không tùy hỷ,
thì nên biết người ấy bị ma khống chế, bị ma làm mê loạn, là bè đảng của ma, là ma ở cõi trời chết sanh và nơi đây. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát cầu đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, tu các hạnh của đại Bồ Tát. Nếu có ai phát tâm đối với công đức của vị ấy mà sách lọc tùy hỷ sâu sắc, thì những người ấy có thể phá hoại tất cả quyến thuộc cung điện quân ma. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tịch thập tâm kính mến Phật Pháp Tăng Bảo, dù sanh ra nơi nào cũng thường thấy Phật, nghe Pháp, gặp Tăng, thì đối với công đức căn lành của chúng đại Bồ Tát nên tùy hỷ sâu sắc. Sau khi tùy hỷ rồi, hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Nhưng không nên có tư tưởng hai hay không hai. Nếu có thể làm được như vậy, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, làm lợi ích cho hữu tình và phá tan quân ma. Phật bảo trời Đế Thích: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói. Này Kiều Thi Ca, đối với công đức căn lành của đại Bồ Tát, nếu các hữu tình thâm tâm tùy hỷ, hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì các hữu tình ấy mau viên mãn các hạnh của Bồ Tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Đối với công đức căn lành đại Bồ Tát, nếu các hữu tình thâm tâm tùy hỷ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì các hữu tình ấy đầy đủ đại oai lực, luôn phụng thờ tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và thiện tri thức, luôn nghe kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu và biết rõ ý nghĩa của kinh. Các hữu tình này thành tựu công đức căn lành của sự tùy hỷ hồi hướng như vậy, nên sanh ra nơi nào cũng thường được tất cả trời người Atula vân vân cúng dường, cúng kính, tôn trọng, ngợi khen, không thấy sắc xấu, không nghe tiếng ác, không ngửi mùi hôi thối, không nếm vị dở, không cảm giác những sự xúc chạm khó chịu, không nghĩ pháp ác, không bao giờ xa lìa chư Phật Thế Tôn. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, luôn gần gũi với chư Phật, để gieo trồng các căn lành, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các hữu tình ấy, đối với vô lượng công đức căn lành của Bồ Tát, mới phát tâm, mà thâm tâm tùy hỷ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Đối với vô lượng công đức căn lành của các Bồ Tát đã trụ vào sơ địa cho đến thập địa, mà thâm tâm tùy hỷ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Đối với vô lượng công đức căn lành của các Bồ Tát còn sanh lại một đời, mà thâm tâm tùy hỷ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Nhờ nhân duyên này nên các căn lành của các hữu tình ấy càng tăng trưởng, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Đã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rồi, có thể thật sự làm lợi ích cho vô lượng vô số vô biên hữu tình đến tận đời vị lai, để họ trụ vào cảnh giới vô dư niết bàn. Cho nên này Kiều Thi Ca, những thiện nam tử vân vân trụ vào Bồ Tát thừa, đối với công đức căn lành của Bồ Tát mới phát tâm, đối với công đức căn lành của Bồ Tát phát tâm lâu, đối với công đức căn lành của Bồ Tát bất thối chuyển, đối với công đức căn lành của các Bồ Tát còn sanh trở lại một đời, đều nên tùy hỷ hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Khi sanh tùy hỷ và hồi hướng mà không nên chấp trước, tức tâm lìa tâm tùy hỷ hồi hướng, không nên chấp trước, tức tâm tu hành lìa tâm tu hành. Nếu không chấp trước và tùy hỷ hồi hướng như vậy, tức là tu hành hạnh của các đại Bồ Tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, độ tất cả trời người Atula vân vân, giúp họ thoát khỏi sanh tử, đắc vô dư niết bàn. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như ngài nói các pháp như huyễn, thì tại sao chúng đại Bồ Tát lấy tâm như huyễn để đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà? Phật dạy: Thiện hiện ý ông thế nào? Ông có thấy tầm như huyễn của đại Bồ Tát không? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn, không. Còn không thấy huyễn cũng không thấy tầm như huyễn. Phật dạy: Thiện hiện ý ông thế nào? Nếu trường hợp không có huyễn, không có tầm như huyễn, thì ông thấy có tâm ấy có thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn, không. Còn không thấy có trường hợp không huyễn, không có tầm như huyễn, lại có tâm ấy có thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Phật dạy: Thiện hiện ý ông thế nào? Nếu trường hợp lìa huyễn, lìa tâm như huyễn, ông thấy có pháp ấy để đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà không? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn, không.
còn không thấy có trường hợp lìa huyễn, lìa tâm như huyễn, lại có pháp ấy để đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bạch Thế Tôn, con không thấy có pháp ngay tâm lìa tâm, thì nói những pháp nào có, pháp nào không, vì tất cả pháp hoàn toàn lìa. Nếu tất cả pháp hoàn toàn lìa thì không thể đưa ra pháp này là có, pháp này là không. Nếu pháp không thể đưa ra có không thì không thể nói có thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chẳng phải pháp vô sở hữu có thể đắc bồ đề. Vì sao? Vì tất cả pháp đều vô sở hữu, tánh vô sở đắc, không nhiễm, không tịnh. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa đều hoàn toàn lìa, các nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không cũng hoàn toàn lìa, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị cũng hoàn toàn lìa, thánh đế khổ tập diệt đạo cũng hoàn toàn lìa, bốn niệm trụ cho đến tám chỉ thánh đạo cũng hoàn toàn lìa, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng hoàn toàn lìa, pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện cũng hoàn toàn lìa, tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng hoàn toàn lìa, cực hỷ địa cho đến pháp vận địa cũng hoàn toàn lìa, pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa cũng hoàn toàn lìa, năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng hoàn toàn lìa, mười lực như lai cho đến 18 pháp phật bất cộng cũng hoàn toàn lìa, đại từ đại bi đại hỷ đại xả cũng hoàn toàn lìa, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng hoàn toàn lìa, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng hoàn toàn lìa, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng hoàn toàn lìa. Tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng hoàn toàn lìa, trí nhất thiết trí cũng hoàn toàn lìa. Bạch Thế Tôn, nếu pháp hoàn toàn lìa thì không nên tu pháp ấy, cũng không nên từ bỏ và cũng không nên phát sanh. Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu hoàn toàn lìa nên đối với pháp không cần phải phát sanh. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã hoàn toàn lìa thì làm sao có thể nói các đại bồ tát đi vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Bạch Thế Tôn, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng hoàn toàn lìa, thì tại sao lìa pháp mà có thể đắc pháp lìa? Cho nên bát nhã ba la mật đa không thể nói chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật dạy: thiện hiện, lành thay, lành thay, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói. Bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa hoàn toàn lìa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí cũng hoàn toàn lìa. Thiện hiện nên biết, vì bát nhã ba la mật đa hoàn toàn lìa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí cũng hoàn toàn lìa, nên có thể nói đại bồ tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật hoàn toàn lìa. Thiện hiện nên biết, nếu bát nhã ba la mật đa chẳng phải hoàn toàn lìa, thì chẳng phải bát nhã ba la mật đa nói rộng cho đến nếu trí nhất thiết trí chẳng phải hoàn toàn lìa, thì chẳng phải trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, vì bát nhã ba la mật đa hoàn toàn lìa nên được gọi bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến vì trí nhất thiết trí hoàn toàn lìa nên được gọi trí nhất thiết trí. Cho nên này thiện hiện, các đại bồ tát đều y vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, mặc dù không lìa pháp mà có thể đắc pháp lìa, nhưng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đều y vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Cho nên chúng đại bồ tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì nên siêng năng tinh tấn tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, ý nghĩa của các đại bồ tát hành là rất sâu xa. Phật dạy: thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, ý nghĩa mà các đại bồ tát hành là rất sâu xa. Thiện hiện nên biết, các đại bồ tát có thể làm việc khó làm, mặc dù hành ý nghĩa sâu xa như vậy nhưng không chứng pháp của thành văn độc giác. Bây giờ thiện hiện bạch Phật, theo con hiểu ý nghĩa của ngài nói thì việc mà các đại bồ tát làm không khó, không nên nói họ có thể làm việc khó làm. Vì sao? Ý nghĩa mà các đại bồ tát chứng đều bất khả đắc, đang chứng bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc, pháp chứng, người chứng, nơi chốn chứng, thời gian chứng cũng bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát quán thấy tất cả pháp đã bất khả đắc thì có ý nghĩa nào để làm sở chứng? Có bát nhã ba la mật đa nào có thể năng chứng? Lại có những gì để tạo ra những gì để chứng pháp chứng, người chứng, nơi chốn chứng, thời gian chứng cũng lại như vậy?
Tại sao chấp do đây mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề còn không thể chứng đắc, thì làm sao chứng đắc pháp của hàng thanh văn độc giác? Bạch Thế Tôn, nếu hành như vậy thì gọi là Bồ Tát hành bất khả đắc. Nếu các đại Bồ Tát có thể hành hạnh bất khả đắc như vậy, thì không bị cản trở mê muội đối với tất cả pháp. Bạch Thế Tôn, nếu các đại Bồ Tát nghe nói như vậy, tâm chẳng lo buồn, hối hận, sợ sệt, thối lui, thì đó là hành bát nhã và là mật đa. Bạch Thế Tôn, khi đại Bồ Tát hành như vậy, không thấy các tướng, không thấy ta tu hành, không thấy không tu hành, không thấy bát nhã và là mật đa là pháp ta tu hành, không thấy hít quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề là pháp ta chứng, cũng lại không thấy nơi chốn chứng, thời gian chứng, vân vân. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không nghĩ như vậy, ta xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, ví như hư không không nghĩ như vậy, ta cách vật này gần hay xa, vì sao? Vì hư không không di động, cũng không sai biệt, không phân biệt. Các đại Bồ Tát cũng đã như vậy, hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không nghĩ như vậy, ta xa lìa địa vị thanh văn độc giác, ta gần gũi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu không phân biệt các pháp. Giống như người huyễn hóa không nghĩ như vậy, vật chất được huyễn hóa, thầy huyễn hóa thì gần ta, pháp mà tương tự huyễn hóa thì cách xa ta. Mọi người tụ tập xem cũng gần mà cũng xa. Vì sao? Vì người huyễn hóa không có phân biệt. Các đại Bồ Tát cũng vậy, hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không nghĩ như vậy, ta cách xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu không phân biệt các pháp. Ví như ảnh tượng không nghĩ như vậy, ta nhờ vật kia mà hiện thì gần ta, pháp không nhờ đó để hiện thì cách xa ta. Vì sao? Hiện ảnh tượng không có phân biệt. Các đại Bồ Tát cũng vậy, hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không nghĩ như vậy, ta cách xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu không phân biệt các pháp. Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không thương không ghét. Vì sao? Vì tự tánh của bát nhã ba la mật đa thâm sâu và tất cả pháp thường ghét bất khả đắc, như trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với tất cả pháp không thường không ghét. Các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng vậy, đối với tất cả pháp không thường không ghét. Vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát và bát nhã ba la mật đa thâm sâu đều đoạn trừ thường ghét, như trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, đoạn trừ hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt. Các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng như vậy, chiến thắng đoạn trừ tất cả vọng tưởng phân biệt. Vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát và bát nhã ba la mật đa thâm sâu không phân biệt các pháp. Như Lai ứng chánh đẳng giác không nghĩ như vậy, ta cách xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng vậy, không nghĩ, ta cách xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì đối với tất cả pháp thì chư Phật Bồ Tát bát nhã ba la mật đa thâm sâu không phân biệt. Như người do Như Lai ứng chánh đẳng giác biến hóa ra không nghĩ như vậy, ta cách xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì người do chư Phật biến hóa không phân biệt. Các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng vậy, không nghĩ như vậy, ta cách xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu không phân biệt các pháp. Như chư Phật muốn làm sự việc gì đó thì biến hóa ra nhiều thân nhiều người để nó làm việc ấy. Nhưng người được hóa ra không nghĩ như vậy, ta có thể tạo ra sự nghiệp như vậy. Vì sao? Vì đối với sự nghiệp đã tạo, người được hóa ra không có phân biệt. Các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng vậy, vì công việc nên siêng năng tu học rồi, mặc dù thành tựu các sự nghiệp nhưng đối với việc làm không phân biệt. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu không phân biệt các pháp.
ví như người thợ mộc hoặc đệ tử của ông ta, vì công việc nên tạo ra các máy móc như người nam hoặc người nữ hoặc voi hoặc ngựa, vân vân. Các máy móc này mặc dù có làm việc, nhưng đối với những việc đó họ không phân biệt. Vì sao? Vì máy móc đó không phân biệt. Các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cũng vậy. Vì cần làm việc nên có sự thành lập. Sau khi thành lập rồi, mặc dù thành công nhiều sự nghiệp nhưng trong đó họ đều không phân biệt. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không phân biệt các pháp. Bây giờ Xá Lợi Tử hỏi Cụ Thọ Thiện Hiện. Đối với tất cả pháp, chỉ riêng Bát Nhã Ba La Mật Đa không có sự phân biệt, hay là tịnh lự vân vân, năm Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp cũng không phân biệt? Thiện Hiện trả lời: không những Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp không phân biệt, mà tịnh lự vân vân, năm Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp cũng không phân biệt. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: sáu pháp Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp không phân biệt, còn sắc uẩn cho đến thức uẩn đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, nhãn xứ cho đến ý xứ đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, sắc xứ cho đến pháp xứ đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, nhãn giới cho đến ý giới đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, sắc giới cho đến pháp giới đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, nhãn thức giới cho đến ý thức giới đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, nhãn xúc cho đến ý xúc đối với tất cả pháp cũng không phân biệt. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, địa giới cho đến thức giới đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, nhân duyên cho đến tầng thượng duyên đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, vô minh cho đến lão tử đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đối với hết tất cả pháp cũng không phân biệt, thánh đế khổ tập diệt đạo đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, tám giải thoát cho đến mười biến xứ đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, cực khỉ địa cho đến pháp vân địa đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, năm loại mắt sáu phép thần thông đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, trí nhất thiết trí, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật đối với tất cả pháp cũng không phân biệt, cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi đối với tất cả pháp cũng không phân biệt hay sao? Thiện Hiện trả lời: không những sáu pháp Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp không phân biệt, mà sắc cho đến cảnh giới vô vi đối với tất cả pháp cũng không phân biệt. Vì sao? Về tánh tướng của tất cả pháp đều là không, không phân biệt.